Cụ thể, các chuyên gia đưa ra hai kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản thấp, tăng trưởng GDP dự báo đạt khoảng 6,55% trong năm 2024, với chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả năm tăng 4,31%. Kịch bản cao hơn là tăng trưởng GDP đạt mức 6,95% và chỉ số CPI bình quân cả năm tăng 4,12%. Chúng tôi có nhìn nhận thêm là kinh tế thế giới có thể phục hồi nhanh hơn, hay là câu chuyện về phía một số cái nền kinh tế lớn họ quyết liệt hơn trong cái việc hạ lãi suất và theo đó là ảnh hưởng đến tiêu dùng và cái nhu cầu nhập khẩu. Một cái xu hướng nữa đấy là cái giá cả trên hàng hóa trên thị trường thế giới có thể hạ nhiệt. Việt Nam có những cái cải cách mạnh mẽ để tăng cường chất lượng của tăng trưởng, tập trung vào năng suất và chất lượng đầu tư cũng như là cái liên kết vùng và các cái mô hình kinh tế mới. Và cái này thì chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt trong thời gian vừa qua. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát lạm phát một cách hợp lý trong bối cảnh có những yếu tố tác động tới mặt bằng giá, trong đó nhấn mạnh tới việc thực thi hiệu quả các luật mới được ban hành, cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo, thích ứng với các xu hướng lớn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đặc biệt là cải thiện tăng năng suất lao động. Nguồn lực hiện nay thì chúng ta đấy là tiêu dùng, chúng ta có tích lũy đều tăng cả đấy, và bây giờ chúng ta có cái xuất nhập khẩu được cải thiện thì tôi rằng đó là những cái trụ cột truyền thống, nhưng mà tôi mong muốn là từ giờ đến cuối năm thì chúng ta khai thác nhiều hơn các cái động lực mới dựa vào những cái quá trình hiện nay chúng ta đang rất là mong muốn khuyến khích phát triển, ví dụ như chuyển đổi số. Ngoài ra, báo cáo của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đã tập trung phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh và phát triển kinh tế ban đêm ở một số đô thị lớn ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra nhiều vấn đề cần xử lý, cũng như những kiến nghị chính sách đối với các bộ ngành địa phương của Việt Nam.